Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Meowpeo. Không biết là hết lỗi skin chưa bạn nhỉ? Bạn nào biết là hết lỗi skin hay chưa để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Ngày hôm nay tôi tìm được một cái bao tên là Bắc Cua một máu băng tuyết bạn ạ. Ôi à, Bắc Cua một máu là còn chơi trên sàn băng tuyết thì nghe có vẻ cũng hơi bị căng bạn ạ. Không biết là chơi như nào đấy. Ok, ngày hôm nay trải nghiệm thử xem map Bắc Cua một máu băng tuyết để chơi có gì hay, có gì thú vị không bạn ạ. Ok, trước khi bắt đầu video bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký kênh của Meowpeo em. Mic alo. Anh em ơi, nghe tôi nói bấm số 7 thế nào? Chắc số 7 bạn ơi. Anh nghe tôi nói chắc số 7 thế nào? Ok, mắt này bắt cùng một máu bạn ơi. Hey, gì đây? Không nhìn thấy máu đã vội nhảy rồi. Ôi giời ơi. Map có tên là Bắc Cua một máu băng tuyết. Nhưng mà chưa thấy băng tuyết đâu bạn ạ. Xếp hàng bạn ơi. Xếp hàng đây bạn sẽ. Ôi chết đường cụt à? Đâu? Nhầm. Chọn sai nền văn minh bạn ơi. Đi. Để chọn đúng đền văn minh bạn ạ. Ê, bởi tới đây, như đây. Cho anh đi trước, đi trước. Ôi, tôi kệ vậy. Đi. Cái hàng nha, không chen lấn xô đẩy nha. Mình em ơi, Bắc Cua một bó băng tuyết. Rô. Dễ phải, đừng đúng rồi, không sợ. Đừng sợ, đúng rồi, đi, tự tin lên. Đừng sợ. Mà có sợ cũng không có quay xe ở đâu. Lỡ đi rồi đi cho nốt bạn ơi. Cái này nhìn người mà mờ ám ấy. Cái này mờ ám vậy. Nhảy qua cho chắc bạn ạ. Nhìn bờ mà. À, đi qua được à? À, thế à? Tưởng ở dưới có lỗi, có hố gì bạn ạ. Ok. Ôi, chuẩn đường rồi. Ngon. Nãy giờ chưa có lưu hồ sinh bạn ạ. Hơi rén nha. Ok. À, lưu rồi. Đường ở đây. À, nhảy lên trên à? Ok. Lên mình. Vậy ạ à? Không, chỗ bằng 2 tường rồi nhỉ. Kẹt. Đó, bị lên. Ê. Ây. Một tí thì trượt bạn ạ. Tí thì trượt bỡ đi ấy. À, bên này à? À, bên này đây. Ồ, mai được chứ. Bắc Cua một máu bạn ạ. Ghi lại ảnh bìa thấy Bắc Cua một máu tưởng băng tuyết nhiều lắm nhưng mà chưa nhiều lắm nhở. Chưa thấy level băng tuyết là từ chọn đường nào giờ. Ơi, bây giờ phải chọn đúng nền văn minh nha hả? Anh bây giờ sẽ đi bên này. Đi cảm tính thôi, biết sao giờ. Đi bừa, mỗi người một đường đi xong rồi báo lên là được. Thế chết rồi, ấy chọn sai nền văn minh rồi, ấy. Em bên này ta. Ê, bên này cũng sai nhà mình bạn hồi sinh luôn đi. Đường này chuẩn này. Đường này có vẻ là uy tín bạn ạ. Không, kẹt rồi. Không phải đường số 2 bên đây. Đường nào ta? Đường này à? Cái gì ấy? Chắc đường này bạn ạ. Có vẻ chuẩn đấy, có vẻ đúng nha. Ê, đường cụt rồi. Ủa, cho hỏi đường số mấy vậy? Em về đường ngoài cùng bên phải nhỉ? Thử em nào. Biết đâu đấy. Ê em, cũng tìm hơn luôn bạn ạ. Ôi, đường nào ta? Ê, cho hỏi là đường nào mới ai qua rồi, cho hỏi đường nào đây? Đường ngoài cùng bên trái à? Còn mỗi đường này đúng. Đúng rồi, còn mỗi đường này thôi. Còn mỗi đường ngoài cùng bên trái. Ôi mày lại còn chia ra 2 đường nữa à? Căng ta. À đây. Chuẩn rồi. Yep. À không. Tôi không biết gì hết. Nhảy xuống lường xin luôn. Hợp lý bạn ơi. Gì vậy? À, nhảy qua luôn à? À, nhảy qua luôn à? Cũng đơn giản nhỉ. Ôi, lắm laser thế mày. Ây hả? Bà ấy à? Ây bà. Ôi, mùi của laser căng vậy. Ây à? Qua này. Ủa? Ây, từ từ. Ok rồi. Ủa gì vậy? Cái bánh gì? Chà, Ram. Ủa anh qua này, ủa sao mấy đứa không chạy thẳng đi? Ủa anh qua này, trời ơi, sao mấy đứa không chạy thẳng rồi? Anh chạy thẳng qua luôn này. Ở đây cuối cùng mà cũng thấy băng tuyết bạn ạ. Hay ta. Gì? Ơi, lại phải chọn nền văn minh à? Ai, chà. Hồi sinh là hơi lâu nha. Ok mê. Ê, đường nào vậy? Cho hỏi đường nào vậy? Bên trái à? Bên trái à? Màu vàng à? Vàng à? Làm sao để biết ta? Để xíu không được, để xíu không được. Ủa sao biết hay vậy? À để xích được mà. Để xích được rồi, cũng mất. Vàng rồi. Đoạn này chúng ta đè nút ẩn thân được bạn ạ. Đó. Thoải mái. Ok. Ủa thằng này á? Ủa sao thảm hơn rồi nè. Ơi. Ủa hả? Sao thắng nhanh vậy? Ê lại bấm like này. Ô, bấm like tiếp vào đây. Like. Thầm bấm nút like. Ủa, 100 like kìa. Lạ ta. Map này chơi cũng được bờ hơi ngắn nhở. Bạn chủ mắt tên là Ren Black. ID bấm này là gì đây? ID bấm này là 41911161 các bạn nhá. Chơi thì cũng gọi là ok, bạn nào cũng ok đấy. Nhưng mà gọi như nào chơi thì cũng ok, nhưng mà tuy nhiên thì nó hơi ngắn các bạn ạ. Chơi thì cũng được nhưng mà nó hơi ngắn nè. Bạn này ngoài mắt, bạn này hình như lần đầu tiên tôi chơi bạn ạ. Lần đầu tiên tôi chơi mắt của bạn này sao á, bữa chơi này. Người chuột là cái gì ấy? Mà bữa khá là hay chứ, để tôi bình luận, tôi đề cử các bạn nhé. Được, đánh giá mắt này là ok bạn ạ. Cái gì ấy? À cái này là quay về điểm hồi sinh bạn ạ. Một máu lâu sợ đó. Ui, sao bán kêu lô tên lửa đắt thế? Đắt nhưng mà bay lên chụp cảnh bìa bán đắt vậy bạn ơi. Này sao mua ta? Ôi. Ây. Bảo ôi. Hôm nay có lô xin kịp này. Ngon. Ê, thử nhá, bạn lại thử thôi. À được đấy. Ngon. Đã bảo tôi bay đến cái chỗ băng băng tôi chụp một cái cho đẹp bạn ạ. Để tí để bay ra cái chỗ băng băng tôi chụp cái cho nó ngầu. Ê bình ơi. Tí toàn bấm nhầm. Tức gì bao tên lửa bán tầm 50 xu thôi, bán 50 xu sao nữa? Hơi đắt nhá. Đánh giá là hơi đắt các bạn ạ. Ủa không phải được đấy, Để mở tăng tầm nhìn lên cái. Được đấy, ok rồi. Đó một chụp có vẻ là ok bạn ạ. Được đấy, để tăng tầm nhìn lên nữa đâu nè. Rất sai nè. Ủa? Ai lát rồi này? Nó không lát cơ. Đó, có phải được bạn ạ, được đấy. Ok, chụp đây nhá. Đấy, rồi. Mà nhìn chung là chơi cũng gọi là được các bạn ạ, cũng được. Để tôi mới để vừa phải này, để đề cử đó. Là map trang trí ổn, độ khó vừa phải, tuy nhiên hơi ngắn. Mong chủ map sớm cập nhật thêm nhiều level hơn nữa nhé. Ok bạn ơi, map này chơi cũng được các bạn ạ. Các bạn có thể tải về và trải nghiệm thử các bạn nhé. ID map này là 41911161 các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.